Rồi xin chào quý anh chú bác mình ha. Hôm nay ngày 22 tháng 11 như quý anh chú bác. Em lên cho mình video bao gồm 28 mã hàng. Đó hôm nay toàn cần câu không à. Đủ mọi thể loại hết thì quý anh chị em chú bác mình muốn mua hàng á thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035 em tin nghiệp nha. Em không chốt đơn trên YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube thì quý anh em lưu ý giùm em. Phí ship thì mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, ship tận tay kiểm tra thanh toán không trả tiền. Hai đơn mình sẽ được là bao ship anh em, một đơn là ship 30.000 nha. Mã đầu tiên gửi anh em combo hai cây cần luôn, một cây cần máy đứng và một cây cần máy ngang. Cây máy ngang này thì hàng có đai qua luôn nữa anh em. Có một cái nó dính bụi nha. Phan Fuji, bắt máy Fuji đai qua luôn. Này, một cây đai qua mono carbon phantom. Nó dài 5,6 là dài 1,68 nữa anh em, nó lua được từ 11 đến 28 g. Tải cá từ 12 đến 25 là bao hàng made in Taiwan. Cây này size MH luôn nha anh em, hàng đai qua. Đó, nó có trầy xước và nó hơi đóng bụi đóng dơ nha. Đó, cây máy ngang này nguyên dạng nè. Còn cây máy đứng này cũng mới, rất mới luôn. Cái màn co nó chưa lọt nè nè. Cây này thì hàng China xuất nhà hãng Romarin nè. Cây hàng chính hãng của Trung Quốc nè. Dài 2m4, size ML, lua được từ 7 đến 35g, tải cá từ 8 đến 16 là bao. Thì cây này nó hư hai khoang nè nè. Mua một khoang nè, ba khoang được chứ. Hư một khoang nè. Hai khoang với đầu bu là ba khoang nha. Vậy anh em phải thay khoang lại. Còn chiều dài thì nguyên bản. Đó, combo hai cây này mặt số 1 nha. Em bán cho anh em mình giá là 500.000. Rồi mã số 2 lên cho anh em mình cái cần tay nha anh em. Cần tay bằng trúc Nhật, có bao cần nè, nó bao biết đẹp luôn, về lâu cái cần trúc. Đó. Cái trúc này nó cứng lắm nha anh em, nó cỡ 8H 10H á, cây này là 6m3. Cần trúc Nhật nghệ nhân. Thì cây này á về anh em mình làm cái cần câu nhấp cá lóc cũng được, nó đừng nói chi mà quấn tay nha anh em. Cứng lắm. Cỡ 8H 10H luôn á, dài 6m3. Bằng trúc Nhật. 100% là trúc luôn nha, nó không có nút mà nó có bao cần, dài 6m3 nha anh em, ngọn 2 ly đấy, nó khoảng 8H 10H. Cây này mã số 2 nha em bán, mã số 2 em bán cho quý anh em mình giá là 300.000 nha anh em, có bao cần luôn nè, mã số 2 giá 300 nha, bao cần biết đẹp luôn, cần lội ra cần trúc. Tiếp lên cho anh em một cái rút mini nè, một cái rút mini hàng carbon nha. Thu gọn của mình 40cm nè, bắt máy bằng hợp kim mạ vàng. Đó, khoen cũng vậy nè. Khoen cũng khoen mạ vàng nữa nè. Cái này khoen hãng nha. Hàng carbon đây dài 1m65 nữa nè, cứng tầm khoảng 15 carbon rod nè. Đây, hàng carbon for cũng còn rất là đẹp. Cây này cứng khoảng 15 nha. Thu gọn 40cm. Dài 1m65, cân nặng của mình là 105g, ngọn 2 ly. Mã số 3 em bán giá cũng 300. Mã số 4 là cho anh em mình cây dây trong hai khúc hàng carbon nha anh em. Cái hãng con Suzumi nè, Alpha King Suzumi cứng 30 và 2m7 nha. Đó, cây này hàng xuất Nhật này nè, có trầy xước. Có đống bụi đống dơ nha, dây trong hai khúc. Đây. Nguyên bản nguyên dạng. Khoen đồ bình thường hết, không hư không lỗi gì hết nha anh em. Cần thì có đống bụi đống dơ thôi. Dây trong hai khúc 27 coi như bán giá sắp phôi cho anh em mình thôi anh em. Cân nặng của mình là 280g, ngọn của mình là 2 ly 1. Cây này mã số 4 bán giá 300, rẻ hơn cái phôi nữa. Tiếp lên cho anh em mình cái xuất carbon nha anh em. Một cái xuất carbon nè, có đóng bụi đóng dơ, có chạy xước sơ sơ nha. Bắt máy hãng, khoan hãng, cây này cũng hàng Trung Quốc nè. Hàng China xuất hãng Romarin nè, dài 3m6 nha, cứng tầm khoảng 25. Cây này thì nó hư khoan đề 3, về anh em mình tự xử lý dán keo lại nha anh em. Nè, mình tự xử lý lại hoặc là mình có fan khác mình thay vô. Thư fan đều ba. Ồ còn có khôi thuộc màu đỏ tươi rất đẹp anh em. Có bị rợp bóng nước sơn một vài chỗ nè. Một màu đỏ tươi đỏ ché luôn. Rồi, cứng 25 nha anh em, cứng 25 về 3m6 nha. Cân nặng của mình là 356g, cây này ngọn của mình là 2 ly 7. Cây này mã số 5 em bán giá 400 nha. 400 anh em hạ tay cũng được hoặc là làm gì cũng là hết. Tiếp lên như anh em mình cái lua máy đứng hai khúc, cây này UL như anh em, bắt máy Fuji, fan Fuji carbon xoắn gân nè. Cũng là hãng con Suzumi tem vàng xuất Nhật đây nè. Nè, giặt 1,5m size UL nha. Cây này mới tinh nè, fan Fuji bắt máy Fuji luôn. Giặt 1,5m, lua máy đứng UL, cân nặng của mình 99g. Ngọn của mình là 1 ly 8, cây này mặt số 6 em bán giá là 400.000. Tiếp lên như anh em mình cái lua máy đứng hai khúc hàng carbon nha anh em. Hàng carbon bắt máy Fuji nè, khoen hãng nha. Cây này độ cứng là hắc luôn nè, hắc là nó cứng hơn mà hắc á, dài 3m, độ cứng hắc nha.
Source Buster hàng carbon đây nè. Thì cây này á thì phôi là nguyên dạng nguyên bản cũng còn khá là đẹp, nhưng mà khoen á thì nó thay hai khoen rồi nè, thấy không, nó thay hai cái khoen phôi xích vô nè, phôi xích nòng súng luôn nè đó, nhưng mà nó quấn khoen số quắc này nữa đâu đó. Cái này là thợ thay ngang, nhưng mà hên cái là nó lắp hai cái phôi xích cũng đỡ nè. Về anh em chịu khó mình tháo ra mình làm lại hai cái khoen này cho đẹp nha, hai cái chỉ chân khoen nè đó. Còn lại là hàng nguyên dạng đầu cứng hắc luôn nha anh em, dài 3m2 khúc. Đó, giá rẻ cho anh em mình mua cây cần cứng để câu quýnh bạo lực nè. Cân nặng của mình là 263g. Ngọn của mình là 2,5 đi. Rồi cây này mã số 7 em bán giá 500 nha anh em. Tiếp lên cho anh em mình cây ISO phân nhỏ, cây này hàng con Shimano. Dòng Shimano đời mới nữa nè. Bắt máy Fuji có chạy xước ít nha anh em. Đọt 1.5 và 4,5 m, hàng made in China. Đó. Cây này thì cũng vậy, nó hư nguyên cái dàn khoen ngọn này nè, em cũng làm biến thai quá, em bán khô cho anh em mình về luôn, cho mình hạ tay mình chơi luôn rồi luôn, ăn hành luôn, ăn què luôn, chảy luôn. Làm tuột ngọn ra luôn à. Rồi còn có định vị lóng định vị ngọn nữa nè. Rồi ăn quần luôn. Rồi, tình trạng cần mình là có gãy lóng như vậy nha em. Rồi, cây này mã số 8 em bán giá 200.000 nha. Em ghi 500 rồi. Bây giờ gãy thì bán 200 cho anh em mình về mình tự xử lý nha em. Mã số 8 giá 200.000. Tiếp lên cho anh em mình đây cần tay đốc khúc nha em. Cây này thì nó gắn cái bao đai qua, cái bao đẹp quá trời luôn. Mà cái cần của hãng gì em không biết. Hàng carbon làm giá trúc đẹp quá trời, 3m3h anh em. Ráp khúc nha. Đó thì quý anh em lưu ý nó không có nút như này. Ráp khúc 3m3h. Carbon giả chút hãng của không biết như này. Nhưng mà cái này hàng xịn nha. Có bao cần. Cân nặng của mình là 71g, ngọn 1 ly nha. Cây này mã số 9 em bán giá 500. Mã số 9 giá 500.000. Tiếp tục cho anh em mình đây là cây cần này. Cây này hoàn của Nissin nè anh em, lâu lắm rồi mới gặp được cây này. Cây này cái Nissin đời cổ nè, nó mới có hai da nè. Đó. Cây này thì cái gốc nó đổ rồi nha anh em. Cái gốc nó cắt lửng rồi nè. Cắt lửng nó đổ gốc xuống nè. Anh em quý giùm em, cây này nó không nguyên bản nha, khoen cũng vậy. Khoen của không nguyên bản, khoen nguyên bản của nó là đầu bu này nguyên bản nè. Khoen biển này nguyên bản nè, khoen này nguyên bản nè, khoen nguyên bản nè, khoen này thai nè. Khoen này thay quy đá xám vô nè, khoen nguyên bản nè, nguyên bản nguyên bản nè. Thay khoen xích vô nè, khoen nguyên bản nè, đó. Thay khoen xích nè. Cây này khoen nguyên bản nè. Có cây này phôi cực kỳ tốt nha anh em. Thì em bán giá rẻ cho anh em mình chơi. Đó, tình trạng khoen thì em báo anh em mình vậy. Và chiều dài thực tế cây này của mình là còn là 3m2 nha anh em. Và nó cứng tầm khoảng 60. Hàng carbon. Hai da, hàng Nissin hai da luôn nè. Đời cổ đó, thì em lưu ý cái gốc này nó độ nha anh em, nó độ nó cắt hết đâu gần phân hơn phân nửa, ở cắt chưa tới phần nửa, nó cắt cho cỡ 4 phần, 10 phần nó cắt 4 phần bỏ, còn gốc 6 phần gì đó anh em. Ha, đó tình trạng cần mình như vậy, chức năng câu thì bình thường, không áp hết anh em, không phải lo nha. Cân nặng của mình là 524g, cái ngọn của mình là 3,2 luôn đó nè, cây này mã số 10 em bán giá là 500.000 nha. Tiếp tục cho anh em mình cây này. Một cây hai chi hai khúc hàng carbon nha anh em. Cây hai chi nhưng mà size này size mềm, nó cứng tầm khoảng 5 thôi nha, 1-2m1 nè. Thì cây này anh em có thể câu hai chi hoặc là anh em câu Ikeda cũng được nha anh em. Đó, ngọn này ngọn 1 ly nè anh em. Nó cứng tầm khoảng 5 thôi. Đó thì anh em có thể kết hợp vừa câu hai chi anh em vừa câu Ikeda được. 2m1 hàng carbon nha, hãng của thằng gì thì không biết. Tem vàng nội địa, bắt mắt Fuji, full Fuji hết. Cân nặng của mình là 140g, ngọn là 1 ly. Cây này mặt số 11 em bán giá là 500 luôn. Tiếp lên cho anh em mình cái rút dây trong nha nè. Một cây đai qua rút dây trong, hàng made in Thái Lan này nè, cũng 53,5 m nha. Cũng khá là đẹp đấy nè. Về mình tẩy rửa, mình vệ sinh cho mấy này sạch hết. Nè, chỗ này thì nó này nó bị lỗi nước sơn đấy nè. Nó lỗi keo anh em nè. Nó bị đùng nè. Phen khu xích nha, không chả ảnh hưởng gì hết nè, chỉ là ngoại hình thôi. Phen khu xích luôn. Nguyên bản nguyên zin hết.
cần cũng rất là đẹp, thứ 50 3,5 m. Cân nặng của mình là 322 g, ngọn của mình là 2 ly 2, cây này mã số 12 nha, em bán giá là 500 ngàn. Tiếp lên cho anh em mình cây ISO phân nhỏ đây nè. Cây này thu gọn 80 cm à. Hãng của Osaka, hàng nội địa này nè. Hàng carbon nha, bắt máy Fuji. Cây này dài 3,3 m. Có đống bụi đống dơ. Có chảy xước sơ sơ, nghe nắp chụp xịn luôn nè. Phen là phen Fuji. Đấy, cây này đọt phòng phẳng số 2 của ISO phen nhỏ nha anh em. Dài 3,3 m, phơm cần này nó câu đa năng lắm nè. Đấy, ngọn long phụng nha, nguyên zin nguyên bản. 3,3 m đọt khoảng số 2, thu gọn có 80 cm thôi. Cân nặng của mình là 147 g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 13 nha, em bán giá là 600 ngàn anh em ơi. Tiếp lên cho anh em mình, đây là cần tay lóng ngắn nha nè. Thu gọn của mình 55 cm. Nè, có đông bụi đông dơ khá là nhiều nha, dài 6,3 m. Cây này cứng đều 4H thẳng tưng nha anh em. Cứng thẳng 4H nha, chứ không có cái ổng ẹo nha anh em. Hàng carbon nè. Trên cần mình được có trầy xước, có đống bụi đống dơ nha. Nè, còn dính dãy cá trên đây nè. Đó, có sờn, có trầy xước. Em chưa có lau chùi vệ sinh nữa, em về mình chịu khó mình tẩy rửa lại vệ sinh lại. Còn rất là đẹp ấy, chứ không xấu đâu. Nên thấy không? Nó lóng nè. 6,3 m lóng ngắn, anh em hơi bị khó kiếm nha. Ngọn carbon đặc, ngọn 0,8. Cân nặng của mình 278 g. Rồi, cây này mã số 14 em bán giá là 600 ngàn nha nè. Mã số 14 600. Tiếp tục cho anh em mình cây Deco, cây này độc quá. Một ngọn cứng 30-50 nè, một ngọn cứng 25-30 nè anh em. Phen biển. Nhìn bắt máy là biết thằng Deco rồi nè. Không. Nhìn bắt máy là biết thằng Deco. Hai ngọn luôn anh em ơi. Nè, hàng Deco nè, ngọn 30-50, ngọn 50-25 gì đó. 2,4 m nha. Phen biển nè. Phen địa ba là phen biển chân quỳ luôn nè. Thì cái cây này cái ngọn màu vàng là nó bị hụt, cái đem hụt khoảng 10 xăng nha. Thì nên lưu ý giùm em. Còn cái ngọn bên là cái ngọn zin. Đó, này nó hụt với nó thay một cái phen kế này anh em, thay cái phen phen ruby đá đỏ nè anh em. Thì nên lưu ý giùm em nha. Hai ngọn nói chung là về mình câu bình thường thôi. Có một ngọn này bị hụt thôi. Hàng Deco vừa chơi vừa sưu tầm. Deco được khỏi phải chê rồi anh em. Cân nặng của mình là 373 g. Cái ngọn nguyên là 2 ly 2, còn cái ngọn gãy là 2 ly nha. Cây này mã số 15 em bán giá là 700 ngàn. Tiếp tục cho anh em mình cây cần tay lóng dài vượt cứng nha anh em. Nè, cây hàng carbon rod anh em, dài 5,4 m nha, vượt cứng nha, vượt cứng cả 4,5 m 5H anh em. Thì cái cây này nó có dính bụi nè, có chảy xước nè, anh em có nhìn thấy không? Đó, cây này thì cái ngoại hình nó không được đẹp nha anh em, mà nó có chống nổ đầu lóng nè. Đó, về mình chịu khó mà cây này mình lấy cà na mình đánh lại. Có lóng gốc thì nó vậy thôi, chứ lóng trong nó còn mượt lắm nè anh em. Ha, về chịu khó mình tẩy rửa lại, mình vệ sinh lại, còn nó chảy xước nhiều thì mình mua chai sơn bóng mình tút lại. Ngọn long phụng nha anh em, 5,4 m vừa cứng, 4,5 m 5H ấy. Cân nặng của mình 166 g. Cây này mã số 16 em bán giá 700 nha. Tiếp lên cho anh em mình cái Igada đẹp quá. Cây này có bao cần luôn, cần là điện giật như mới, hãng Wencoren, hàng made in Korea. Carbon giả chút như em, bắt máy Fuji và 1m65. Mới tinh tươm luôn nè, nút đồ đầy đủ hết. Nút kia không có cái ngọn cùi đá. Rồi, có cái ngọn. Ha, và 1m65 mới tinh luôn nè. Có bao cần luôn. Rồi cái cây này mã số 17 nha anh em. Kikada này em bán giá 800. Cây này em thấy có người nó bán 1,2 triệu luôn trời. Chưa chắc đã đẹp hơn cây của em nữa. Còn cây này em bán giá 800 nha. Chỉ đang bán 1,2 triệu, không biết có bán được hay không, được không biết. Nhưng mà em bán 800 thì chắc chắn là sẽ bán được thôi. Tiếp lên cho anh em mình cây máy điện nè nè. Một cây cần câu máy điện á. Là giờ con máy đứng máy ngang này, cây hàng Shimano nè. Hôm trước em bán cây anh em nhớ không, cây kia cứng 50, cây này cứng 80, 2,7 m nè. Phen full sheet lower nè. Rồi buông chống sắn nè anh em. Nè không, mới tinh một màu xanh nè. Hàng Shimano phiên bản special, bản đặc biệt nè. Đó, thì cái cây này anh em thấy không,
Lúc đầu á là chỗ này nó có quấn chỉ nè, nó quấn keo như này nè, em mới cố tình em tháo ra em coi chỗ này như gì, thì ra là chỗ này nó gãy nó thắp lại nè. Anh thấy không, cái cây này là nó có tháp một cái tia trong này rồi, em thử rồi anh em chắc chắn lắm. Thì ví dụ trường hợp này đi, em quấn chỉ chỗ này lại, em đi chỉ trong hành trình luôn, anh đố anh em mình biết ha. Giả sử như em là không thẳng thắn đi, thì đó em sẽ quấn chỉ hết, quấn chỉ đen đi chỉ phối giống hệt chị luôn nè, đi ra chỗ này rồi em bán theo cần nguyên, em bán 1,5 triệu, em đố anh em mình biết á. Nó thẳng thắn, nó sự thật là vậy. Còn ví dụ người khác họ độ họ chế đi, họ bán họ giấu luôn cái phần lỗi này, họ nói cho anh em mình, đố anh em mình biết, trừ khi anh em mình câu giật gãy nó lòi ra cái ti trong này anh em mới biết thôi, còn bình thường sao mình biết được ha. Đó thì cây này nói chung về thì anh em mình cũng xử lý như vậy thôi. Anh em muốn che khuyết điểm chỗ này thì anh em cứ quấn chỉ lên trên này chùm lại, dấu cái này lại nha. Anh em lưu ý nha, cứng 80-27 cây máy điện, tiếc ghê luôn. Đó, tình trạng cần mình như vậy. Thì em nói rồi, nói với anh em mình rồi, anh em mua hàng bên em thì anh em khỏi phải lo cái chuyện mà buộc phép hàng quá. Cân nặng của mình là 277g nha anh em, ngọn 2 ly. Cây này mã số 18 nha, em bán giá 800.000, em bán giá bộ khen thôi, 800.000. Tiếp lên cho anh em mình một cái súp Daiwa nha anh em, một cái súp Daiwa Liberty Club. Cây này cứng 25 và 4m2 nha, có đống bụi đống dơ nè, mod model nè, made in China nha anh em, sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật. Có chạy xước mà tổng thể đẹp nha anh em, bắt máy Fuji, nắp chụp đồ khoen rồi nguyên bản hết. Một cây Daiwa dòng Liberty Club nè, phen đóng bụi đóng dơ, không nứt không lỗi phen nào, carbon sắn, có những vết dơ vết chạy xước nhỏ lâm tâm như ti, tổng thể là phôi còn mới rất là đẹp nha. 25 và 4m2, cân nặng của mình là 444g, 3 số 4 luôn trời. Ngọn của mình là ngọn 2 ly 6 nha anh em. Cây này mã số 19, em bán giá là 900.000. Tiếp lên cho nên mình cây 3 khúc nha, một cây 3 khúc hàng carbon phen fuchsia lá này, cây này đẹp anh em, hàng của Alpha Techco, bắt máy Fuji tem vàng đây, hãng Alpha Techco nè, dòng Tiger Western dài 3m3 nha anh em, 3 khúc 3m3, hàng in da băng luôn nè, phen fuchsia lá nha anh em. Cây này có đống bụi đống dơ cho ngoại hình đẹp, đầu bụi chống sắn nè. Có cây này cứng tầm khoảng 60-80 nha, 60-80, 3 khúc 3m3, toàn bộ phải xích lá hết. Cân nặng của mình là 534g, 534g, ngọn của mình là ngọn 3 ly 4 nè, 3 ly 2 3 ly 4. Cây này mã số 20, cho bán giá 1 triệu nha. Tiếp tục nha mình, đây là cần tay lóng dài anh em ơi, 6m3 nha nè, cái dòng săn hàng nè. Cây này khoảng 4-5h có không, khoảng 5h cho 4h đâu, cây này khoảng 5h dài 6m3 nha, phôi rất là dày, tem vàng nội địa Nhật nữa nè. Cần của mình thì về cái độ bóng mới thì nó không có mới hoàn thiện nha, nói chung là nó có vết chảy xước ít và nó ố bẩn bẩn nha. Cho anh em mình coi cái lòng phôi trước đi, sẵn cái góc này thấy không, phôi rất là dày luôn á. 6m3 nha, phôi này phôi săn hàng, cho anh em mình quýnh săn hàng ấy, tầm khoảng 5h. Ây da, có nút đồ luôn nè, đầu lóng nè, có bo, có nó có chống nổ đầu lóng hết, không có găng cưa, không có mẻ gì hết đi nè. Ủa, cây này nguyên bản nguyên zin luôn anh em ơi. Cái tình trạng phôi của mình thì về cái độ bóng bẩy mới thì nó không có bóng bẩy mới như nè, nó dạng như là nó hơi dơ dơ bẩn bẩn ố ố dữ, như là vính dấu vân tay trên cần nhá, cái tình trạng cái phôi mình là như vậy. Còn về chạy xước thì nó không có cái gì mà đáng quan ngại hết, cần nguyên zin nguyên bản 6m3 nha, ngọn 1 ly 8, cân nặng của mình đúng 300g. Cây này mã số 22, em bán giá 1 triệu nha nè. Mã số 21 nha, sorry nè, mã số 21 em bán giá 1 triệu nha. Tiếp tục cho nên mình cây Ikeda này quá vip luôn nè, đi ra đẹp giá mang trời. Carbon giả trúc, bắt máy titanium, phen fuchsia hết luôn, dài 1,5m anh em, không có ghi chiều dài dưới đây nè, phiên bản special, bản đặc biệt, hàng của thằng Olympic hay gì anh em nè, Olympic đúng rồi, tất cả phen fuchsia hết, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Carbon giả trúc,
Cây được 1,5 m anh em, hai khúc 1,5 m nha, nguyên bản nguyên zin, đẹp lắm. Cây này về mình lao cái một nó đẹp nhức nách luôn, đáng đồng tiền bắt gạo nha. Bắt máy titanium nè, Fuji titanium. Cây này hàng mắc tiền đó mình, chứ không có rẻ đâu. Cân nặng của mình là 88 g, ngọn của mình là 1 ly. Cây này mã số 22 nha anh em, bán giá 1,2 triệu nha. Anh em mình thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà xem thường nha anh em, mắc tiền lắm á. Tiếp tục cho anh em mình cái đai qua. Góc mình có trầy xước nè. Nè, bắt máy Fuji đai qua chính hãng vậy nè. Nè, bắt máy chỗ này anh em cầm anh em để con tay chỗ này nè, nó báo cá rất là nhạy nha. Tem vàng nội địa, một cây Whisker cọt 24m8 nha. Carbon Whisker sáng 2 da, góc mình thì có chạy sờn xước. Nắp chụp xịn luôn nè. Cái khoen này thì rất là ngọn nha. Nó không phải khoen lớn mà nó không phải khoen nhỏ mà nó khoen tầm trung nha anh em. Nè. Nè thấy không? Nó xài khoen tầm trung. Nó nhỏ hơn khoen lớn mà nó lớn hơn khoen nhỏ. Đó, khoen full xích nha. Phôi là phôi sóng 2 da đây nè. Cân nặng của mình là 213 g. Cây này ngọn của mình 1,5 l nha. Cây này mã số 23, em bán giá 1,2 triệu nha anh em. Cây này giá cũ 1,5 triệu á. Bán lại 1,2 triệu cho anh em mình á. Ai nhanh tay thì chụp, hôm bữa anh kia bao ship thôi mà em không bán. Này bán xuống 1,2 triệu. Không thấy sợ. Tiếp tục nha anh em mình, cây cắm gốc nha em. Cái gọn, cái gốc của nó nè, nó cắm bằng 3/4 cái ngọn anh em. Bắt máy Fuji nè, bắt máy Fuji tem vàng, xem xích lá nè anh em. Cây này hàng hãng của Alpha Techco là 2m7, nó nguyên bản như vậy nha. Cây này không có độ chế nha anh em, hàng made in Japan nè. Cây này cứng cũng khoảng tầm 50-60, tất cả fan full xích hết anh em. Hàng carbon nha, nè đầu buông chống sắn, cứng khoảng 50. Thì cây này dưới gốc nè nè, gốc gốc ngọn á thì anh em thấy nó có quấn dưới gân nè. Thì em đã coi thử rồi, nó không có nứt gì cho anh em, nó không có dập, nó không có nứt nữa, nhưng mà nó thích quấn gì đó. Thì về anh em mình không có thì mình có thể mình cắt ra bỏ nè, quay cho anh em mình full nữa nè. Nứt là nhìn vô thấy liền, không nứt, không có dập, không có gãy gì hết, không có gì thôi đó. Thì thôi, cây này em bán giá rẻ cho anh em mình chơi nè, rẻ hơn có bộ phen nữa nè. Tất cả phải xích lá hết, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 phải xích lá. Cân nặng của mình là 374 g. Cái ngọn của mình là ngọn 2,5 l. Cây này mã số 24, mà bán giá 500 ngàn đây nè. 500 ngàn nó rẻ hơn cái bộ cây xích lá này nữa. Tiếp lên cho anh em mình cây sút nha, một cây sút hệ nè, một cây lông bem dòng bao gồm mét nha nè. Tiếp cái là nó cứng 25 rồi, 25 giờ 4,25 nè, có một vết sờn chỗ này. Sóng 2 da đây nè, bắt máy Fuji đây qua chính hãng nè. Carbon Whisker dòng bao gồm mét nha, nắp chụp xịn luôn nè. Bù lên cái là cần hơi xấu, bù là nắp chụp xịn, nắp chụp này anh em mua rẻ cũng phải 250-300 ngàn cái. Tất cả mình khoan full xích nòng súng, không lỗi không nứt khoan nào. Định vị khoan thôi sắn 2 da tới ngọn luôn anh em. Nó sắn tới ngọn luôn nè, nhưng mà cái ngọn của mình giống như là bị lỗi nước sơn bóng anh em nè, nó bị rợp nước sơn bóng nè. Đúng giờ thì cái ngọn này nó vẫn là sóng 2 da, thì anh em muốn đẹp thì về anh em mình phải cạo cái sơn rộp nó ra, anh em mình sơn lại cho anh em. Định vị lục giác nè, phôi là phôi nguyên zin nguyên bản hết, cứng 25 và 4m25. Cân nặng của mình là 370 g. Ngọn của mình là 2,5 l nha. Cây này mã số 25, em bán giá 1,5 triệu anh em ơi. Giá 1,5 triệu nha. Cây này em lấy từ bên Nhật về, ba cây này là 4,5 triệu đúng. Và ba cây giống hịch luôn. Và em bán lại đúng 1,5 triệu cây là em lỗ tiền ship, lỗ tiền nước luôn nè. Tại vì về cái phôi của nó lỗi cái ngọn nè, cái ngọn nước sơn nó không đẹp. Để em tính em lấy về em bán 1,7 triệu cây, coi như là bán ba cây thì cũng là đâu đó cũng được 500-600. Cuối cùng về là cái ngọn của nó rộp nước sơn, ba cây nó đều y chang nhau luôn. Nên em bán là 1,5 triệu cây anh em. Bán lỗ ấy, lỗ tiền ship, lỗ tiền nước, đóng công vận chuyển luôn á. Thì anh em lưu ý giùm em ha, anh em nào chơi thì mua mấy cái này về, dòng Power Mat. Mấy cây này bình thường nếu mà hàng đẹp đẹp bóng bóng á,
cứng tầm khoảng 30 á, thì em bán khoảng 2 triệu rưỡi một cây, tới 2 triệu 8 một cây chứ không rẻ đâu. Ha, cây này mã số 25 nè, em bán giá 1 triệu rưỡi. Đó thì nói chung em chia sẻ về cái giá cả thị trường, cái giá cả em bán thì anh em mình biết, rồi có thể mình mua những chỗ khác để không có hợp giá. Tiếp lên cho anh em mình cây hai khúc hàng carbon đây nè. Cây này hãng của Alpha Techco, cây này cũng đẹp quá trời luôn. Tất cả fan full sheet hết nè. Có đống bụi đống dơ nha nè, bắt máy à, Fuji Alpha Techco chính hãng. Cây này 2m7, độ cứng là H nha nè. H thì cái này nó cứng tầm khoảng 30-50 thôi. Nè, tất cả của mình đều là fan full sheet hết luôn đó nè. Có trầy xước, đầu bu chống sắn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cái fan full sheet nha anh em. 18 cái khoang này là anh em dựng được hai bộ khoang cần lưu máy ngang anh em. Made in China nha, nè, cứng 60 đến 100 là cứng 80 luôn á. Thấy không? 2m7 nha. Thì cái giá em bán này anh em không phải lo đâu anh em ơi. Cân nặng của mình là 239g. Cái ngọn của mình 2 ly. Rồi, thì cây này mã số 26 em bán giá 800.000 nha. Giả sử giờ anh em mình mua một cái bộ khoan xích ở ngoài đây nó khoảng 8 khoan thôi, bằng mấy ngàn á, 8 khoan 9 khoan thôi. Giá nó phải 650 700.000 một bộ, đâu có thể. Khoan xích mã này về anh em mình dựng được hai bộ luôn, coi như là bán rẻ hơn bộ khoan nữa nè, 800.000. Mã số 26. Mà khoan này thì anh em lại không lo là nó khoan điểu nha anh em. Chắc chắn 100% là khoan Fuji chính hãng. Còn anh em mua ở ngoài thì hên xui nha. Tiếp lên cho anh em cái con ta lóng dài, cây này 7m2. Ủa cây này nó có cẩn bột vàng như thế này nè. Rồi. Ha, cái này là hàng riêng nguyên bản của nó, cái này là nó quấn dây may vô nè. Là để đánh câu kiểu này là anh em biết hàng quấn bao lực rồi ha. Nè, là con tay cầm hai kiểu này nè. Là anh biết cái dòng săn hàng rồi. Hàng nội địa Nhật nha nè. 7m2 7 lóng nè. Hãng con Fuji Roja, hàng chuẩn nội địa Nhật 100%. Còn rất là đẹp luôn nè, nó cẩn bột vàng. Nút bao cần đầy đủ hết. Nè anh em thấy không? Mới đẹp lắm cây này nè. Mặc dù nó có trầy xước nhưng mà nó còn mới lắm nè, mới đẹp cực kỳ luôn, 7m2. Không có lỗi lầm miếng nào nhé. Ngọn nè, ngọn cọc con rỗng luôn nè. C360 luôn nè. Về với việc câu thôi nè. Ngọn 1 ly 8, cân nặng của mình là 367g, 7m2. Cái góc của mình chỉ có 24 thôi. Ủa giá còn ngon hơn nữa. Cái này mã số 27 em bán giá 1 triệu rưỡi nha. Mua gì cũng mua 1 triệu rưỡi, kiểu gì mà không mua. Cuối cùng lên chơi hôm nay là cái cần súp, một cái súp carbon whisker súp swing 35-4m vậy nè. Thì 35 là AX, 33 là BX, còn 30 là CX, xoắn 2 da còn rất đẹp luôn anh em nha. Lâu lắm rồi mới thấy là cây này, thấy mà hơn là nó về được cây này cứng 35 luôn mới đã chứ. Bắt máy Fuji nè, súp swing carbon whisker fan full sheet luôn, định vị khoen rồi hết, không lỗi không nứt khoen nào. Đó, carbon sắt hay già luôn đó. Cái này chắc chú bác lớn tuổi thích hơn là thanh niên, tại vì chú bác thường thường thích là nó thích hay da xoắn ít ít luôn nè, khoảng đời cũ hàng nội địa đâu nè. Đó, định vị kìa. Đó, sống tới ngọn luôn nè. Nha, thì trạng còn rất là đẹp, mặc dù là nó có những cái đống ten nè, về mình chịu khó mình lau chùi vệ sinh tẩy rửa giúp em nha. Em này không có thời gian để em làm mấy cái này. Cân nặng của mình là 388g, cứng 35 và 4m. Ngọn của mình là 2 ly 9, gần 3 ly. Cái này mã số 28 nha, em bán giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. Cái đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Thì quý anh em chú bác mình mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192015 em chuyên nghiệp nha. Thì em cũng xin kết thúc video ở đây, hẹn lại quý anh chị em chú bác mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào, chúc sức khỏe, chúc may mắn và chúc anh em luôn luôn thành công, đại thành công.